Chào mừng các bạn đến với kênh Sadek TV. Hôm nay mời các bạn nghe bản tin bắt giam người phụ nữ 61 tuổi chuyên móc túi ở chợ. Thưa quý vị các bạn, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sadek tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thị Nớt, 61 tuổi, ngụ phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh về tội trộm cắp tài sản. Được biết, đối tượng này cũng đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản trước đó. Theo kết quả điều tra bước đầu thì trước đó vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 2 tháng 11 năm 2020 tại quầy số 57 chợ nông sản Sa Đéc thuộc khóm 1 phường 2 thành phố Sa Đéc, đối tượng Nớt đã lợi dụng sơ hở của bà Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1940, ngụ khóm 2 phường 2 thành phố Sa Đéc, đang bán nước sâm cho khách thì đối tượng Nớt đã ra tay móc túi áo của bà Thảo lấy trộm số tiền 12 triệu đồng, nhưng không may bị bà Thảo phát hiện bắt quả tang và báo công an phường 2 thành phố Sa Đéc đến xử lý theo quy định của pháp luật. Các bạn thân mến, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân, thời điểm từ đây đến Tết cũng là lúc mà các đối tượng trộm và trộm cắp tài sản hoạt động thường xuyên, cho nên người dân cần đề cao cảnh giác đối với các cái loại đối tượng này, đặc biệt là không mang nhiều tiền và trang sức khi đi đến những nơi đông người, nhất là ở các khu vực chợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.